À. Nước ở mình nhúng cho thơm, mình lấy đồ mình nhúng. Thì có nước. Tại nước. À. Tại bây giờ rõ phải thì đó. À, thì nước thôi. Rồi. Đồ má má này không biết thôi. Nước ngon. À, lắc ra lấy đâu đi. À. Mực á. Nó có cái sushi là gì có một cái sushi ở chỗ đó gì ao sushi à, thì hồi xíu giờ cũng có sushi mà từ từ lát nữa. Hả? Vô một cái nó không có bình kìa. Rồi cái này đúng, cái này tắt nha. Bấm đây thì cái đây nó hạ lửa xuống. Rồi, cái đây bình kìa tắt rồi, đừng không không nóng. À. Chung lúc mình bấm đây thì nó đi hai cái mà. Bấm này cái hả? Cái đây là tắt nha. Tắt xuống cái bàn kia là. Mê làm. Đây mê làm. Rồi muốn ăn gì vậy đây ok. Ăn rau bún gì? Hay là lấy thêm dừa bún hả? Sao á? Dạ. Cái đây là lỗ rồi. Mình nấy lỗ. Vô kia cho thức kê thì ở vô cái đây kê rồi. Chưa, ăn cũng chưa luôn. Em lấy cho ăn ly nữa em ly. Hả? Thôi đi thôi. Thôi salad ba đây là. À sốt ok cũng có. Lấy cái chén nhỏ nhỏ để mình sốt. Con bé tiền, có. Hả? Thì có. Tao hai đứa không có lấy thêm một dĩa rau mà bỏ không công rồi. Nó làm chơi này được, hồi xưa làm trứng giữa là kỳ á. Yeah. Nó làm trứng giữa ăn kỳ cũng chết à. Nó làm chơi này vô nè. À, ở đây cũng có ngồi đây ai ăn hai người rồi. Hai người ta ăn trong ngày một chung. Còn mình ăn đặc biệt hơn, mình ăn phòng bự hơn, trong này cũng mấy người luôn hả, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 trong này 90 người. Ok xong mở lên cho mình chưa chưa cho lên à. Cầm mở cho cái Alin luôn ok. Đâu được. Khát nước chưa? Đứa là khát nước hồi bé là khát nước. Địt này. Nếu là khát nước hả? Xì dầu ok. Bây giờ lấy chán đỡ ấy từng từng ớt hả? À, từng ba lấy cái xỉ luôn. Con nè. Mực nè. À biết đứa nào bỏ vô à, ăn đâu biết đâu.
hay là bỏ hai cái đỡ một cái mất. Không bỏ hai cái. Hai cái thôi mà ba phải ba cái luôn á. Cái gì kia hả? Từ 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 từ. Ba xăm hả? À xăm mà hả? Mở nhạc ha. Đây đi có miễu mở nhạc Việt Nam đi. Ăn hết chuyện trong đó. Mày để chấm nè. À. Mày đồ chấm nè. Ăn cái đây hả? Thì lấy là đổ đồ chấm với em chấm. Đồ chấm. Chấm nước sốt á. Còn cái sa tế đó là để ăn. Ngăn bà đưa cho anh đi nào á. Bà đồ đó. Mình có cho hành vô không kìa. Ăn một cái ha. Ba có muốn cho gừng vô không? Cho vô không á. Cho này không? Ok ăn này ông cho rau không vô nè. Cứ lấy gì bà đi bằng kia lấy. Lấy ẩm thức là sẽ tới đổi luôn mày. Đúng rồi, sa tế luôn đấy. Chị bún đây. Bây giờ muốn ăn bữa tối ba má. Ba má không ăn, nó không ăn kem. Nè, bảo nó thương. Nó khó sao mới làm cho nó đó chứ. Nó không muốn ăn. Kệ nó. Dạ. Nó không muốn gì. Rồi đổ nó bật lửa luôn đi, rồi đứa con thức ăn. Ừ, hiểu không? Không có bắt con ăn đâu, cứ để đó là được rồi. Nếu nước khóc thì mình kêu người ta đổ, mình đỡ đó chị. Phá lên nó có, mình kêu cái bát đó kìa. Dạ. Ừ, má này. Dạ. Đây đúng. Ừ. Hey, con muốn ngồi sát với chị hai. Ừ. Con muốn ngồi sát thì ba chuyển tới chỗ con. Ba đã cho miễn phí tính thêm tiền rồi. Hello. Đi, nước chấm mày gói lên. Nước chấm này, nước chấm cửa. Cái này à. Hồi bé Peter có đi toilet chưa? Không. Muốn đi ba dọn? Đi, ok. Đi hả? Đi thật hả? Dạ, à, được này. Rồi, rửa hạ, hạ xuống được rồi. Sao mày? Không, cút cả không, ba thì hạ, đứa này không có cút cả thôi. Đi. Anh của anh hồi nãy nó sôi quá, em tắt rồi. À, được rồi. Hình như nó không có cái khúc mà để giảm nha. Mắt có một mũi mở, sôi. À. Sôi được hai cái mũi nữa. Không. Eli nè, nhìn nè, một cái mũi nuốt được một cái. Em phải hạ cái hạ tuấn tung mừng hiểu không? Bây giờ thấy vậy thì anh hạ giỏi sao? Hãy anh đi để cho nó sôi ào ra đã. Đâu, hạ, đi anh hạ. Tại cái tấn đã có sẵn rồi. Hay quá ha, chớm gì. Tấn em đẩy thôi hả? Hả?
Nói vậy thôi. Hay quá, đây em đẩy ra hư vàng ra. Cái này ăn. Ừ. Ông cái kẻ. Cái này rẳng mình đi cái ăn lẩu chờ. Ừ. Ăn chơi. Ăn chơi thôi. Ừ. Chứ không có ok kéo ra kìa. Săn cả được không? Nhưng mà phải săn cả từ hao, bây giờ lãi sâu rồi tăng cả cũng không kịp. Hiểu? Bây giờ săn cả ăn đâu? Còn nữa không ok bỏ con tôm vô. Được không bé Tường? Ủa, giớ thua có máy rồi hả? Ủa, mấy điện thoại đi. Đây, sò đây. Tôm, sò, mực này. Để ăn vừa ăn sợ đông đông ăn mệt á. Quay lẩu thịt lẩu cá luôn. Cái đây nó kẻ mình tắm mình lấy á. Mình muốn ăn bao nhiêu ăn là tao lấy thì bỏ vô thôi. Con mèo mà. Đây. Mới vô đã ăn một tí không biết gì nổi. Ừ. Rất nhiều thử uống cacao gì tạt. Mấy ông ba thấy má giỏi không? Cái vung cái bình chờ cái disco của em đây. Cái gì? Của em em cái gì à? Đi xin hiểu nổi rồi lẹ đi đâu hả? Hỏi gì hỏi gì? Cái này sushi chiên này giòn á. Bây giờ nó ngủ rồi. Cảm ơn ăn hết rồi thấy không? Ăn quá trời ăn hết luôn rồi, ngon bụng luôn rồi. Ôi chà, ngon luôn thấy không? Đó, con nhỏ kia ăn nhiều nhất. Còn ổng phần ổng không chấm nè. Đây. Nó chờ. Mọi người được ăn cái phòng riêng này thấy không? Ừ. Phòng riêng này. Tâm này thì ăn da kia lấy. Cái rau lấy thịt này bỏ vô. Ngon bụng luôn. Đây. Mà chú chiên nè. Ăn. Ăn quả giờ cũng 10 cái rồi. Bị đứng tắt cổ luôn. Ừ. Chú chiên, kem. Dưa hấu. Ừ. Nước. Vậy thằng nào không có đi ngót nước rồi. Ừ. Đây. Nó chưa uống hết. Rồi con xí đi ngót luôn. Đi lên. Ừ. Ừ. Ăn nhiều không? Bây giờ ngó hết bụng là ngon hết rồi. Ngon kia, ngon luôn. À. Bây giờ ngon thắng bụng luôn á. Cà phê đây, uống xong luôn à, cà phê đây. Ừ. Còn thiếu gì nữa ta? Bánh ngọt. Xong, ăn xong rồi, tiền tả xong hết rồi. Tiền tả nhiêu ta? Tiền tả nhiêu đây? Tả 1.145 đồng. Nước sẽ cook cook. Đây, nước đây. Cook tay. Sẽ cook tay. À, sao mà cook? Fish cook. Cook. Cá bụng bự. Ôi chà, bự quá. À, Brick. Và comment. À, mừng ngày anh ở đây xong rồi mày. Bluetooth phút rồi. Điện thoại 033 10 50 56. Ai muốn ăn tới đây. Ừ, chá.
Một ăn hết 4 người lớn, một đứa nhỏ là hết 1.145 đồng. Ngon bụng luôn, ăn lẩu cũng có, ăn đồ ngóng cũng có, ăn đồ xào. Nó lấy cái xào xào bừng cũng được, nhưng mà rằng ngày ớn quá. Thằng ngày mà ăn lẩu. Đây. Cái biển tiếng tàu ha. Đấy chưa, ngắn à. Tờ ngắn à, đẹp quá. Mua cúp bít. À. Con đi. Đi đâu? Mua cúp bít. Không biết cái chỗ khác. Mua đi. Rồi, đi. Thì ở cho em hai cái đồ sốc đó, em lấy gì không? Cái gì vậy em không có hả? Em lấy ra. Thôi, giữa đó cái đựng xương khác. Nơi vậy. Lấy. Cậu thằng kia kìa.